Nhiệt liệt chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng ngày hôm nay thì bên em mới về một chiếc xe tập chạy tập lái che nắng che mưa với số tiền là 38 triệu đồng. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em review về chiếc xe 38 triệu đồng này coi em nó có những gì ha. Công ty ô tô Duy Anh xin kính chào quý khách, tự hào là đơn vị uy tín trải rộng trên các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất đến tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho đà gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp những may mắn thành công trong lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Con xe này tên em nói là Kia CD5 sản xuất đời 2001, đăng ký 5 chỗ ngồi số sàn tay lái trợ lực. Kính quay tay thì vận may sẽ tới. Đồng sơn si thì nói chung con xe này nó sạch sẽ thôi. Nó không đẹp lồng lẫy, nó không đẹp len keng, nó cũng không đẹp len xà beng. Với mức giá thành chỉ có 38 triệu đồng mà thôi. Thích hợp cho tất cả các cô chú chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa chạy vòng vòng ha. Điều xịn sò dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ok luôn. Nội thất con xe này thì không thể gì mà chê được nha quý anh chị nha. Nếu mà nói về xe cỏ như vậy là em nó quá ok, quá tuyệt vời, là tuyệt vời trên tất cả luôn. Đây, nội thất nè, ta nói nó quá ok luôn, rất là đẹp nha chị nha. Bốn tấp bi tấp lô cũng rất là sạch sẽ nha anh chị nha. Ở trong dòng xe này thì xe cũng được sơn đi sơn lại nhiều rồi, keo chỉ thì nó lem nhem, nó không thể nào là gọi là nó rin được. Đặc biệt cái xịn sò con xe này thì mới vừa đăng kiểm luôn nha cô chú anh chị. Hiệu lực đăng kiểm của em nó còn đến tháng 4 năm 2024 mất hiệu lực đăng kiểm, xe đã được lên phiên cách nhiệt và về che mưa. Con xe này, cái dòng Kia CD5 này thì em nó chạy em nó rất là bền nha anh chị nha. Nếu mà có về gọi cái độ trâu của em nó thì những cái dòng gọi là phân khúc xe cỏ thì đây là một dòng sự lựa chọn cho anh chị lấy về tập chạy tập lái che nắng che mưa. Đặc biệt xịn sò con xe này là 6 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Con xe này thì em nó được 4 cái vỏ cũng còn được coi như là 60-70%. Sở hữu một cặp ga lăng đúc nhìn cũng rất là xịn sò nha quý anh chị. Đây, gầm bệ của em nó đang chạy, xe thì mới vừa đăng kiểm rồi. Thấy chưa? Dàn gầm của em nó vẫn còn nét căng nha. Đây. Đời 2001 thôi, xe này thì đăng kiểm 6 tháng một lần không hết niên hạn. Mà gầm bề em nói như vậy thì anh chị thấy không? Con xe này chạy rất đầm, rất chắc nha anh chị nha. 38 triệu đồng thôi là anh chị sở hữu ngay con xe này. Đó, anh chị nào thiện chí chiếc xe này với số tiền là 38 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0968222220 ha. Và bây giờ đến cho anh chị hệ thống bên khoang lái của em nó như thế nào ha. Đây. Đây là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nha quý anh chị nha. À, tắp bi tắp lô nè, keo chỉ nè, em nó vẫn còn rất là ok. Cái này hở ra em dán lại keo cho cô chú anh chị ha. Keo cột trụ A trụ B thì vẫn những đốt đinh tán vẫn còn rin anh chị ha. Trụ chiếc là vẫn còn ngon lành. Thì những dấu hiệu nó lên con xe mình không bị cứng đụng ở trong trụ keo cột. Còn va quẹt cản đầu cản đít thì trong quá trình tập chạy tập lái thì không thể thiếu sót được rồi. Xe này thì số sàn côn số em bảo kê cô chú anh chị luôn nha. Máy móc ok nha. Mặt bàn thờ thì đã được lót một cái tấm vải cũng rất là sạch sẽ. Vô lăng thì thiết kế vô lăng huyền thoại. Kiểu ba chấu logo kia, mặt đồng hồ rất là sáng. Xe này thì máy lạnh rất là sâu nha quý anh chị. Đây. Đây. Máy móc nổ đề một phát là ăn liền. Đây, tay lái thì tay lái trợ lực cực kỳ siêu nhẹ. Đèn còi xi nhan đầy đủ. Xe này thì mọi chức năng đang hoạt động rất là trơn tru. Đây, kính thì kính quay tay thì vận may sẽ tới. Có quay thì có thưởng, không quay thì không thưởng nha quý anh chị. Máy lạnh sâu như Đà Lạt luôn. Trần bọng thì vẫn trần nỉ zin theo xe vẫn còn nguyên bản ha. Sàn bọng thì sạch sẽ thôi. À, chị thấy không? Số sàn 5 cấp. Mặt đồng hồ rất sáng ok. Rồi. Máy móc thì anh chị biết rồi, những cái dòng Kia C5 này cô chú anh chị nào đã từng sở hữu qua hoặc là anh chị trong trường tập lái thì những anh chị nào cũng đã từng trải nghiệm qua chiếc xe Kia C5 một thời huyền thoại. Xe này thì những năm 95 ha, năm 95 cho tới năm 2 lên máy là làm mưa làm gió cho thị trường. Năm 95, 93 là nó là Kia Beta là đầu dài, đầu từ năm 99 trở lên mới có Kia đích chặt nha anh chị, gọi là Kia C5. Đây. Máy móc anh chị thấy không? Máy nổ thì bao em luôn. Đây vú bò của em nó là anh chị thấy không? Vú bò của em nó mà hả, những đốt đinh tán nè, còn viên căng đét đen đẹp luôn, vậy thôi. Keo cột nè, keo chỉ nè. Nói chung với cái dòng xe cỏ này thì quý anh chị cứ an tâm ha. Cái độ chất về bên em phương châm mua xe là mua cái máy ha, mua máy mua gầm và giấy tờ rõ ràng. Đây, máy móc vậy thôi, không hơi hãm gì hết. Dòng này thì chạy đặc biệt cái là siêu tiết kiệm xăng nha quý anh chị, siêu tiết kiệm xăng. À, chỉ có 38 triệu đồng thôi. Thì quý anh chị cô chú sổ ngay một con xe Kia CD5 sản xuất đời 2001. Đăng ký 5 chỗ ngồi không hết niên hạn. Tay lái trợ lực đăng kiểm thì 6 tháng một lần. Hiện tại hiệu lực đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2024. Đó quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu chiếc xe Kia CD5 sản xuất đời 2001 với số tiền là 38 triệu đồng này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0968 222220 để hỗ trợ và tư vấn thêm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.